Hai chào mọi người ha. Thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách phát Wi-Fi, cách chia sẻ mạng bằng V2 Ray. Điều chắc chắn đầu tiên là mọi người phải vào V2 Ray, bật nó lên. Rồi, mọi người vào dấu ba gạch, ấn vào cài đặt, kéo đến cuối cùng. Đây, mọi người có thấy không? Cổng HTTP, cổng proxy nè, 10809. Rồi, kế tiếp mọi người qua app Every Proxy. Lúc đầu nó sẽ tắt như thế này, mọi người bật lên, ấn dấu 3 chấm, setting IP address thì mọi người chọn 26.26.26.1, hoặc nó xuất hiện cái khác thì mọi người sử dụng cái khác vẫn được. Còn phần bọt này thì nó sẽ là 108, ở vừa nó vừa xuất hiện đấy, 10809. Mọi người điền đúng cái phần bọt này vào 10809. Rồi, xong kế tiếp mọi người vào cài đặt. Mọi người vào cài đặt ha, cài đặt mạng để mọi người phát wifi. Thì cái này ở trên giả lập nên nó không có. Cái này mình ví dụ thôi nha, mọi người tự tự đặt nha. Rồi, mình ví dụ ha, ví dụ như là đây một cái điện thoại cần kết nối wifi. Đây là một điện thoại Android kết nối wifi thì mọi người đầu tiên sẽ ấn vào kết nối wifi trước đã, nhập mật khẩu vào, xong cái đó ấn vào dấu cài đặt. Nâng cao, ấn chọn sửa đổi. Ở phần sửa đổi này, mọi người chọn proxy thủ công. Rồi, tên máy chủ thì mọi người điền vào, ví dụ như mọi người lúc nãy chọn là 2626, 26.26.26.1. Còn cổng thì 10809. Như những số liệu lúc nãy nha. Đôi lúc sẽ có những cái điện thoại và những cái server nó khác nhau nên mọi người lưu ý nha. Mọi người ấn luôn. Rồi, vậy là kết nối thành công. Rồi cũng tương tự như thế, ví dụ như mình cần kết nối từ điện thoại iOS qua Android thì mình vẫn sẽ tìm mạng Wi-Fi đó, ấn vào chữ Y. Mọi người kéo xuống dưới. Proxy HTTP đây, mọi người ấn vào. Bật thủ công. Máy chủ thì mọi người điền 26.2626 lúc nãy đấy, còn cổng là cái port á là mọi người điền như số lúc nãy nữa là 10809. Mọi người lưu ý nha. Ở trên điện thoại mọi người xuất hiện số nào thì mọi người sẽ sử dụng số đó. Rồi ấn luôn vào là sẽ sử dụng thôi.